Thủ môn Nhật Bản có gì đặc biệt để Manchester United theo đuổi? Theo truyền thông Anh, Manchester United muốn chiêu mộ thủ thành Gion Suzuki để làm phương án dự phòng cho Andre Onana. Gion Suzuki là trường hợp điển hình cho cách làm bóng đá kiểu mới của xứ sở mặt trời mọc. Thủ thành sinh năm 2002 có bố là người Nhật, mẹ là người Ghana, sinh ra tại Mỹ và từng bắt rất hay cho U23 Nhật Bản vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan. Suzuki có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh tại những sân chơi cao nhất của bóng đá trẻ Nhật Bản. Anh từng đeo băng đội trưởng lứa U20 tham dự World Cup trẻ 2019. Hai năm sau, Suzuki là thành viên trẻ tuổi nhất góp mặt trong đội hình dự Olympic trên sân nhà. Thể chất vượt trội là điều Suzuki có lợi thế so với bạn bè Nhật Bản đồng trang lứa. Thủ thành Lai Ghana cao tới 1,9m, nặng 93kg. Không chỉ có những pha cứu thua xuất thần, khả năng đóng góp vào lối chơi bóng ngắn của Suzuki giúp đội nhà dễ dàng hơn trong việc triển khai bóng. Đây là điểm cộng của Suzuki trong mắt một huấn luyện viên luôn đề cao lối chơi kiểm soát như Erik ten Hag. Suzuki bắt đầu sự nghiệp với đội học viện của câu lạc bộ địa phương Urawa Red. Thủ môn này nhanh chóng được trao hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 16, cầu thủ trẻ nhất nhận được vinh dự này trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Anh sớm có màn ra mắt di 1 lít vào tháng 5 năm 2021. Thủ môn tuổi teen gây chú ý khi giữ sạch lưới trong 3 lần ra sân đầu tiên cho Urawa Red. Suzuki giành được 3 danh hiệu với tư cách là cầu thủ đội 1 Urawa Red nhưng chưa thể chiếm suất bắt chính thường xuyên. Lý do là thủ môn kỳ cựu Susaku Nishika vẫn đang chơi ổn định. Suzuki có khả năng phân phối bóng ấn tượng và xử lý bóng bằng chân khá ổn. Cầu thủ này không ngần ngại lao ra vùng cấm để quét bóng khi cần. Trong số 8 lần xuất hiện tại J1 League cho đến nay, Suzuki để thủng lưới 1 bàn mỗi trận và thực hiện 18 pha cứu thua, đạt tỷ lệ cứu thua 79%. Sponichi Sport, nhật báo thể thao lâu đời nhất ở Nhật Bản, khẳng định Manchester United theo đuổi Suzuki từ lâu. Cầu thủ này được định giá 5 triệu bảng. Nếu thương vụ được thông qua, thủ môn 20 tuổi sẽ trở thành bản hợp đồng bán cầu thủ đắt nhất lịch sử giải J1 League. Với tuổi đời còn trẻ, Suzuki sẽ là phương án dự phòng tương đối ổn cho Onana. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ đạt được thỏa thuận chiêu mộ Onana với giá 55 triệu euro bao gồm phụ phí. Với việc mang về cùng lúc hai thủ môn mới, Manchester United có thể bán đứt Dean Henderson. Ngoài ra, khả năng David De Gea sẽ không được đội chủ sân Old Trafford giữ lại,